Úi ôi, lạch hồi thế. Khiếp, thằng cha này bằng tiếng thầy làng không chữa được cái lách hôi của mình. Ơ, nhưng mà kể ra mình mặc cái bộ này là cũng hạp ra phết đây này. Mặc vào là tự nhiên nhìn nó thêm mấy chân kính. Đúng là người đẹp vì lụa nhỉ. Mà tất cả là tại cái lão thầy làng này dạy mình không đến nơi đến chốn, mang tiếng đi theo lão điếu đóm cho lão 3-4 năm rồi không học được một cái gì cả. Điên thật, đáng nhẽ là giờ này là mình có thể làm thầy lang rồi đấy chứ. À, tập thử phát nhỉ. Đưa tay đây nào. Này, bệnh nặng rồi đấy nhá. Bệnh này là bệnh thiếu tiền đấy nhá. Bệnh này là... Thầy ơi, thầy Lang ơi. Cái gì đây, cái gì đấy? Này. Ra đây. Dạ con đi gặp thầy Lang à? Ra đấy. Dạ. Cứ xong sọc vào nhà người ta, gặp thầy Lang gì? Dạ vâng ạ. Bị tức tư chứ đi. Thầy ngồi ơi. Yên đấy. À? Mà đây, đây, thầy Lang đây, có việc gì? Thầy ơi, thầy cứu con với ạ. Gặp thầy là đúng người đúng việc rồi, nhé. Ừ, thôi đi vào đây, thầy khám cho. Nhưng mà không phải con thầy ạ. Không phải bà thì là ai? Thầy ơi, không phải là con, mà là con của con thầy ạ. Con? Dạ vâng. Ôi giời, con bị bệnh thì đưa nó đến đây để khám cho, tự nhiên là mẹ đến làm cái gì? Dạ con nghe nói, thầy không cần khám bệnh mà chỉ cần nghe thôi ạ. Thì thầy chữa được cho con. Tức là đứa nào bảo thầy là chỉ cần nghe bệnh là có thể chữa được á? Dạ cầu mo ngoài làng ấy ạ. Thằng mo á? Dạ. Ờ, thằng đấy nó đúng đấy. Dạ. Ừ, thế tóm lại là thằng cu ở nhà ấy làm sao? Dạ, con của con đau đầu, chóng mặt, buồn nôn thầy ạ. Chóng mặt, buồn nôn? Cả đau bụng nữa ạ. À, đau bụng à? Dạ. Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đó là triệu chứng. Tôi được rồi, ngồi yên đây nhá. Dạ. Đợi thầy một lát, thầy vào thầy lấy thuốc cho nhá. Vâng. Mùn cưa này, bã chè, lá xoan, trong ba vị đấy ta chơi vị nào nhỉ? Tôi cứ cho mỗi thứ tí cho nó chắc ăn này. Đây. Đây nhá. Dạ. Đây là ba thang thuốc. Dạ. Bà về, bà sắc ra thành ba lồi. Dạ. Mỗi lồi đổ ra ba bát. Mỗi bát cho cháu nó uống ba ngụ. Dạ vâng. Nhá. Uống như thế trong vòng 3 tháng, đảm bảo khỏi. Thật ạ thầy. Ừ. Con sướng quá thầy ạ. Con đổ ơn thầy. Chứ con xin phép thầy, con xin phép. Ê, dạ. Ngồi xuống. Dạ. Tôi định về luôn đó. Dạ. À, ok. Thầy vừa bốc thuốc cho xong thì bây giờ cầm thuốc về luôn. Tí ủ xuông à? Dạ. Con không chơi chắn cạ đâu ạ thầy. Khổ quá, không phải nói chắn cạ mà ý thầy bảo là thế thầy bốc thuốc cho thì không đưa tiền à? À, con xin lỗi thầy, con quên mất. Để phải nhắc rồi. Dạ, thầy ơi, tất cả bao nhiêu tiền ạ? 3 đồng. 3 đồng ạ thầy? Ừ. Dạ vâng, con gửi thầy ạ. Ừ. Thế được rồi, đủ rồi. Dạ, con đỡ ơn thầy. Ừ. Con xin phép thầy con về ạ. Dạ. Để nhanh đi cùng cháu để trọng bệnh đấy. Dạ. Ừ. Hóa ra là kiếm tiền nó dễ thật đấy. Biết thế mình làm thầy lang từ lâu rồi.
Ông Lang ơi, ông Lang Bắp ơi, Lang Bắp đâu rồi? Lang đây, Lang đây. Hôm nay ai mở hàng mà lại lắm bệnh nhân thế này? Lang tôi đây. Xin có nhờ chào quý con bệnh. Tôi Lang Bắp không phải chào. Không cần chào hỏi. Bắm à? Sao lại bắm? Thì ít nhất là phải bắt mạch, rồi bốc thuốc. Có thuốc rồi mới băm, băm thì về quý con bệnh mới sắc thuốc uống được. Tóm lại là Lang Băm đầu tiên là cứ phải tiền đó nhỉ? Thì phải không có tiền thì chữa làm sao được vậy? Nhưng cái tiền này là cái tiền nhân đức, cái tiền cứu nhân độ thế. Thế thì Lang Băm khám đi. Khám thì xem mạch xem. Đây khám đi. Cái mạch này thì khỏe. Nhưng mà trợn mắt lè lưỡi lên xem nào. Cái bệnh này trợn mắt lè lưỡi này thì cũng chữa cũng được sao? Chữa được nhưng mà hơi tốn tiền. Tốn tiền gì? Có đến 3 đồng không? Nó 3 đồng tùy theo. Hôm nay tao cho Lang Băm nhá, đúng cái kiểu như là bắt bệnh là gọi trợn mắt và lè lưỡi luôn nhá. Cái bệnh trợn mắt lè lưỡi đấy là cái bệnh khó lắm. Một là treo cổ tự vẫn, hai là bị kẻ sát nhân nó bóp cổ. Mà muốn là hồi sinh lại được thì không phải 3 đồng mà chắc khoảng 30 đồng. 30 đồng à? Trước hết mày giả ngay tao 3 đồng hôm qua. Ok nhá. Nhá, cái tội của mày nhá, hôm qua vợ tao đến đây nhá, mua thuốc về cho con tao uống, mày bốc cái kiểu gì để cho con của tao bây giờ uống xong nó còn nôn ra cả máu. Đàn lợn lành như thì trở thành lợn què, mày có biết không? Thì là hôm qua đứng dậy. Không đứng được. Mày có thấy hôm qua không? Đỡ đứng dậy. Mày cầm ngay vàng đồng ra trả ông ngay. Ba đồng nữa. Mày tiếp tục mày phải đền nó lại cho ông 300 đồng nữa nhá. Không thì mày chết đòn. Chày này, Lang này, Băm này, Lang này, Băm này, Lang này, Băm này. Khoai ơi, mày giết ông rồi. Uống trà hả? Đi ăn trộm chứ còn đi đâu? Đi ăn trộm mà mày ngồi vào trong nhà mày ngồi uống trà là thế nào hả? Mày yên tâm đi, tao điều tra kỹ hết rồi. Nó mất tiền mua thông tin nó phải khác chứ. Không tìm cái gì mà thông tin, chủ nhà nó về nó bắt được, nó đập chết ngu lắm. Nhà thằng chủ này đang đi vắng, đi mà vắng tối ngày kia nó mới về cơ. Thôi, ai mà tin nhà ông được. Đi vào ăn trộm lại ngồi rót nước trà uống, mày như thằng điên đi. À này, tao có ý kiến này. Nhà cao cửa rộng như thế này, cả đời tao cũng không mơ đến. Này, hay là tối nay tao với mày ngủ ở đây một đêm đi. Cái gì? Ngủ ở đây một đêm á? Ngủ đây một đêm. Xong rồi sáng mai cứ thế là anh em mình cầm đồ đi thôi. Chứ không bây giờ ra để ngủ đường à? Thôi. Tao ngủ ngoài đường nó quen rồi. Mày ngu nó vừa vừa thôi. Sáng mai bê được cái đồ ăn trộm đi, không biết là có bê được hay không, quan nó lại bế đi thì sao. Vẩn này. Mày nói có lý. Này, nhà này thế này chắc nhiều đồ đẹp lắm. Bách đêm nay là mình trúng quả đậm. Vỗ lớn rồi. Cầm lấy đi. Mỗi thằng một hướng. Mỗi thằng một hướng. À mà không, mày đi theo tao đi. Chứ đêm hôm này tao cũng sợ lắm. Cái gì này? Ui dồi
Ui, cái lưu đẹp quá mày ạ. Bưng đi. Cái này để tao bưng, để tao bưng. Bưng không, bưng từ lấy xem nào. Ui ai rồi. Nó nặng đấy. Từ 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 từ, để tao thử xem. Rồi vô đây. Cầm đấy. Đẹp quá. Ui. À, nhưng mà tao bảo. Sao thế? Cái nhà này đẹp như thế này, chắc chắn nó còn nhiều đồ lắm. Bây giờ tao mày đi một vòng, tìm xem còn cái gì nữa, mình vơ luôn một mẻ. Đúng không? Đúng, hợp lý, hợp lý. Trẻ nghe lại mỗi một cái này. Tìm tiếp, tìm tiếp. Đi xem. Đẹp quá. Ôi dồi, này. Bức tranh cổ này cũng đẹp này. Ôi dồi, bức tranh này là cũng có giá trị lắm đấy. Rồi rồi, tao xem nào. Nhớ nhá, nhớ. Tí nữa nhắc tao nhé. Bê tất. Bê tất. Tìm tiếp. Bê. Hàng xóm này thì không biết chứ. Tao là chủ nhá. Nghe chưa? Nói đi. Cái gì? Cái gì? Nói cái gì thì mày phải bỏ tay ra thì nó mới nói chứ. Nói đi. Dạ hai ông ơi, hai ông tha cho con. Con đang mụng mang dạ chửa thế này hai ông ơi. Tha thì tha, mày phải bé bé cái mồm chứ. Bé cái mồm. Vâng con bé. Không được nói gì. Bọn tao chỉ lấy trộm đồ thôi, tao không làm gì đâu nhá. Im mồm nghe chưa? Im cái mồm. Nhưng mà này. Này 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 này. Mày mà la ầm ĩ lên bọn tao đập chết đấy nhá. Nghe chưa? Im ngay cái mồm ra. Đi đi. Không có cái đẹp. Mày có bé cái mồm vào không? Tao giết mày bây giờ đấy. Cái gì? Làm sao? Định nói cái gì? Nói cái gì? Nói đi. Mày bỏ tay ra. Ông ơi, nói đi. Ông ơi, con trở ra rồi. Con sắp sinh rồi ông ơi. Mày cố gắng mày đỡ đẻ cho nó rồi. Mày có im không? Mày đâu đẻ thì kệ mày chứ tao biết làm thế nào. Ông ơi, ông nhớ đẻ cho con ông ơi. Làm sao được? Ai mà đỡ đẻ cho mày được? Ông ơi, ông cho con đi thầy lang. Không con đẻ ra đây bây giờ ông ơi. Nghe tao bảo, cái đẻ của tao hủy đi đã. Đàn bà mà đẻ không có người đỡ, không khéo chết cả mẹ lẫn con. Ây, ơi, sợ cái bé cái bụng tôi. Bây giờ chúng tao sẽ đưa mày đi thời gian. Nhưng mà mày không được lu loa lên là bọn tao là hai thằng trộm, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nào để tao dặn lại. Bây giờ tao sẽ đưa mày đi thầy lang. Nhưng mày không được lu loa lên bọn tao là hai thằng trộm. Nhắc lại xem nào. Dạ. Ông đưa con đi thầy lang. Con không được lu loa lên. Hai ông là hai thằng trộm. Đi đi đỡ 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 ông ơi, ông đỡ con ông ơi. Được rồi được rồi được rồi, con đẻ rồi ông ơi. Đi đi đọc đi đi đọc 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 đi đọ
có bước được qua cái cửa đấy không? Nhanh ông ơi, con đẻ ra đến nơi rồi. Liệu có đẻ được không? Đến nhà thầy Lang chưa? Đến rồi, giờ thầy Lang. Mày đi mà vào gọi đi để tao đỡ cho. Mày đỡ đây. Ôi, làm sao được, mày vào gọi thầy Lang nhanh lên. Để tao vào gọi. Ông ơi, nhanh lên. Thầy Lang ơi. Thầy Lang ơi. Thầy Lang ơi, đỡ đẻ thầy Lang ơi. Đây rồi, thầy đây rồi. Đỡ đẻ. Mình ơi. Hai thằng này là hai thằng chó. Ôi, bị lừa rồi. Ôi, chạy đi. Đứng lại. Ôi, mình ơi. Mình có làm sao không mình? Ôi trời. Ôi giời, vừa mới cắt xong. Mình ơi, mình có đau lắm không hả mình? Chả đau à. Trời. Thương quá. Mà làm sao? Đấy, mình ơi em khổ quá mình à. Hôm nay mình đi vắng nhá. Thế là có hai thằng trộm vừa rồi đấy. Nó lẻn vào nhà, nó khuân hết đồ nhà mình đi. Tí nữa thì hại cả đời em. May quá, em giả vờ bầu, sắp đẻ đến nơi. Em kéo chúng nó sang nhà thầy Lang, bảo là sắp đẻ đến nơi rồi. Em mới gặp được mình đấy. Ôi giời. May quá. Mà công nhận là mình thông minh đấy. Vâng. Ừ thôi đợt này thì tôi về tôi sửa lại cái cổng nhà mình. Dạ. Rồi mình sắm thêm mấy con chó nữa. Vâng. Thì bố nó không chẳng dám ăn trộm như phải này. Phải thế mình à. Đúng. Cứ phải cẩn thận, gần Tết rồi đấy. Mày này, làm như bậu thật thế này à? À đấy, em quên mình ạ. Để đến nơi. Thôi, vào nhà, tôi làm nốt cho. Ôi đi vào mình, rồi ôi. Bước lên như nào bây giờ? Nào, hai, ba nào. Ơi, xót quá mình nào à. Để em đỡ mình nào. Ôi dồi ôi, cẩn thận nhá. Ôi, khổ chưa? Đây, đi vào đây, vào đây ngồi uống nước. Ôi. Mình thấy em có siêu không? Có, mình em thông minh. Em là, em hơi bị thông minh đấy. Ôi dồi ôi. Vẫn đau quá à. Xót lắm. Thế nhẹ thôi nhá. Nhẹ nào. Ngồi nghiêng. Nghiêng nhá. Được chưa? Được rồi. Được. Mình có thấy không? Nhờ trí khôn của vợ mình mà em mưu cao đấy. Em thông minh hơn người. Em nghĩ ra như thế chứ không có nó lấy hết đồ nhà mình rồi. Mình là thông minh nhất đời đấy. Chiền. Vợ mình mà lì. Thôi chết rồi. Lư đồng đâu? Bức tranh cụ tổ để lại đâu? Ôi mình ơi, cái lúc mà em đi, em thấy nó vẫn ở đây cơ mà. Ôi trời ơi, thế là mất rồi. Ôi trời ơi, đấy. Thế là nó lấy hết của nhà là mình rồi mình ơi. Đấy là thông minh nhất đời đấy. Ôi trời ơi. Tuổi già như gió mùa thu, con cái khôn lớn là thầy u được nhờ. Ngon không mình? Ngon quá mình ạ. Đồ ăn mình nấu ngon thật đấy. Chiền. Thầy, con là cứ muốn là chăm sóc chồng con lớn lên nhanh như thổi ấy, để còn làm việc người lớn thôi à, chứ bé bé thế này chả làm ăn gì được. Cứ nhìn các con yêu thương chăm sóc cho nhau là thầy thấy ấm cái lòng, mát cái dạ. miếng nữa mình nhá. Ngon quá. Thằng ớt! Thằng ớt đâu? Mày chết chuông ở dưới đấy à? Vác cái già của mày ra đây cho tao! Giời ơi! Đi xuống lấy rượu cho thầy chứ làm cái gì ở dưới ấy? Cái chum rượu của thầy to như thế, lại đậy lắp chặt, mà thầy uống cạn đến tận đáy rồi. Múc mãi mới được chứ thầy tưởng à? Tao tưởng mày chết dưới bếp! Đưa đây! Sao có lúc nào thầy cũng mắng con thế này thế nào?
cứ nhìn thấy anh ấy là tôi thấy ngứa cái mắt rồi. Nhìn vợ chồng nó đây mà học. Thầy nói thế chú nó lại rồi ơi. Tưởng có vợ đâu ai à? Lớn tướng tận này tuổi rồi ăn vẫn còn mớm nút nút, chắc làm được cái việc gì ngứa từ cái mắt à? Ngứa ha? Thế chú cũng ngứa được như anh đi rồi hãng nói nhá. Rồi ơi, thôi được rồi mình ơi, no chưa? Anh no rồi. Cơm no rồi, thế bây giờ đi bỏ cưỡi nhá. Dạ xin phép thầy cứ dùng bữa để con bưng nhà con đi tắm cho nó mát ạ. Dạ xin phép thầy ạ. Mình dạ đưa anh đi tắm chứ không ạ, anh ngứa cả người rồi. Nào đi nào. Ôi giời ơi. Rồi. Đi. Thầy cứ bênh nó chầm chầm ấy, người thì bé tí. Đấy vợ về rồi mà ăn cơm cũng phải mớm mớm nút nút, tắm rồi dắt nhau đi tắm. Nhìn nó có ngứa mắt không? Ngứa mắt hả? Anh chê vợ chồng nó à? Anh có giỏi thì anh ngứa mắt được như vợ chồng nó đi. Lớn bằng từng này rồi mà vô duyên, vô dạng, vô dáng, vô hình. Chả có chó nào nó thèm vời. Tôi nói thật với anh, ngày bé thì còn có cái tí duyên. Đến khi anh lớn ấy, giống cái thằng điên trong làng. Nha, anh xem ở trong cái làng này có cái đứa con gái nào nó để ý đến anh không? Con gái làng này nhá, đầy. Con thích lấy vợ lúc nào chả được. Ui giời ơi, chỉ cần một ngày nhá, con ngồi ra chỗ quán của thầy ấy, có đứa con gái nào đi qua, con tán được luôn, thầy có tin không? Một ngày á, một ngày ngồi ở quán của tôi là lấy được vợ ngay á. Chứ còn gì nữa. Này, tôi cho anh ngồi cả tháng luôn nhá. Nếu mà anh lấy được vợ ấy thì á, bao nhiêu của lả tôi dành, tôi cho anh tất nhá. Thầy nhớ đấy nhá. Thầy nhớ rồi, thầy nói đấy nhá. Thầy nhớ đấy nhá. Tôi nhớ rồi. Rồi. Tôi thách anh đấy. Thầy không phải thách con. Mai ra cổng làng luôn. Này, mai ra cổng làng luôn. Thầy nhớ đấy nhá, thầy nhớ lời thầy nói đấy nhá. Tôi nhớ rồi đấy. Thôi, đi lại ngó nghiêng ít thôi. Có đi lại nữa thì cũng không hết được cái vẻ vô duyên đâu. Ngồi xuống. Tại thầy ý. Tại gì tao? Này, thầy không hiểu mày. Mày giống ai mà mày bé thì còn được, càng lớn lên thì càng vô duyên. Cao cái đầu, lớn cái thân, nhưng mà không bằng cứ nhìn cái thằng anh mày ấy. Mới nhìn thầy mày đấy này. Rồi, thầy cứ nhìn, thầy nghĩ mà xem. Con gái làng này có đứa nào là con không trồng cây si, trồng cây trúc ở cổng nhà nó đâu. Nhưng mà tại sao nó lại không lấy cái con làm chồng à? Nó bảo thế này này, không về làm dâu nhà ấy được. Ông bố nhiều vào quá. Này, mày đừng đem cái vẻ xấu xa vô duyên của mày mà mày đổ hết sang tao nhá. Con gái nó không yêu mày là do mày không ra cái gì. Con thầy mày đấy này, anh mày cái kia không duyên ra. Dáng cả gái làng này nhá, thầy mày là gái trẻ vẫn còn mê tít thò lò nhá. Không ra cái gì cũng là con thầy nhá. Tao cũng chả biết mày có phải con tao không. Thế không con thầy con bu thì con ai à? Con ai ấy, con ai ấy thì phải gọi bu mày dạy hỏi thì mới biết, chứ tao biết làm sao được. Con nói với thầy nhá, thầy cứ đợi đấy, con gái làng này đi qua hôm nay có đứa nào con tán nữa đấy cho thầy biết mặt nhá. Đợi à? Mấy chục năm nay tao vẫn đợi đấy, đợi dùng cả nông chân, đợi nổi cả gân ra mặt đấy. Này, mày mà yêu được ấy, bao nhiêu ruộng của nhà cỏ mày tất. Cứ phải nói thẳng đấy này, thầy mày ấy cứ chấp mày trước. Rồi, thầy chấp con trước. Thầy đợi đấy nhá. Đợi, tao vẫn đợi đấy. Có đứa nào đi qua đây chấp mày trước. À đấy rồi. Chấp mày trước này. Đi đâu?
Này này. Ê, em ơi. Em ơi, ước gì em hóa thành lò, anh thành que củi anh thò vào trong. Thế hay là em ơi, ước gì em hóa thành con trâu, anh đây thành con đỉa, anh bâu lên mép đùi. Hay là ước gì em ơi, ước gì em hóa thành một cái chum, anh thành một cái gáo, mình tung tung mình múc nhau ra, tung tung mình múc. Này, ê, có đồng ý yêu anh không? Mình về nấu cơm chung một nhà nhé. Này, không yêu thì cũng phải nói một điều cho xong. Có yêu không? Có yêu không? Hả? Yêu? Yêu cái thằng thầy nhà mày? Ơi! Thằng thầy nó đây! Đấy! Thấy chưa? Con tán, nhưng mà lại yêu thầy. Yêu thầy thì... về nhà với thầy! Ôi ôi ôi. Thế thì của thầy tát. Cẩn thận ngã người ta bây giờ. Trời ơi, tưởng thế nào, già rồi còn cố. Trông thế này ai mà chẳng muốn cố. Thế nào, bây giờ xong xuôi công việc rồi, đưa tiền đây cho đằng này còn về. Tiền à? Tiền thì không có thiếu, nhưng mà nói thật, bế một cái thịt đụng thịt, da chạm vào da, thấy người nó cứ bồi hồi bồi hồi. Này, hay là góp gạo thổi cơm chung đi. Nỡ mà. Thế nhá. Mình ngồi xuống đây. Đây, nhà tôi đây. Nhà cửa tành toàng, chả có cái gì mình ạ. Thế này mà mình còn bảo là tành toàng à? Niềm mơ ước cả đời của em đấy. Mơ ước cả đời của em mà. Thế thì từ nay không phải ước nữa nhỉ. Ơ kìa, ai người ta nhìn thấy xấu hổ, chết mất đi được ý. Này, bao nhiêu năm ăn dè hạt tiện mới xây được cái nhà, chả có cái gì, tích được thêm vài cái ống bơ vàng thôi mình ạ. Ôi có thế thôi á? Ừ. Gà trống nuôi con, kiểu gì mà tích cóp giỏi thế nhở? Này, dạ. Các cụ nói cấm có sai tí nào. Các cụ bảo là cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau. Thế nào mà anh lại vồ vào cái duyên mình? Thì đúng ra mình là con dâu anh đấy. Nói thế mà cũng nói được. Hàng xóm láng giềng á, người ta nghe thấy người ta lại dị nghị. Mình có hai thằng con trai, nó mà nghe thế á, tôi mất cái uy đấy. Thách bố nó cũng không làm giảm được cái uy của mình. Thế thì phải làm nở mày nở mặt lên cho tôi đi nhá. Có tôi, tôi nói một câu là chúng nó xanh mắt cáo. Thì đúng ra là có phải lắm. Đầu tiên ấy, là cái thằng ất nó chả tán mình còn gì. Thôi. Thế mà thế nào mình lại thích tôi, mình lấy tôi. Đúng là cái duyên cái số nhỉ. Mình sợ mất cơ uy à? Để tôi gọi chúng nó lên, gọi tôi lên dạy dỗ nhá. Vâng. Thằng ất, thằng ất đâu rồi? Dạ. Ra thầy bảo đây. Vâng ạ. Ô, ông người yêu thằng ất đến chơi đấy à? Ngồi xuống đây. Ô. Không phải ơ, ai làm gì đâu mà ơ. Còn nhà mắt dày, thất lễ. Dạ, bẩm thầy, hôm trước con chả thấy ở quán nước đầu làng nhà mình ấy, thằng ất nó chả sàng xê rồi còn gì nữa. Không phải ơ, hôm trước khác, hôm nay khác. Hôm trước cái thằng ất sàng xê, nhưng mà cô dần cô ấy đổ lại mê sang thầy. Thế nên sẽ có một ngày thầy đây cũng đổ, cô dần càng mê. Ất, mày nhìn cái gì? Thằng ất đâu? À, dạ, ất ơi. Ơi. Lên thầy bảo lên đây. Dạ.
Đây. À, dạ, chào thầy. Này. Hả? Không nhận ra người quen à? Hả? À, chào dân, chào dân, chào dân. Rồi, để tôi dạy chúng nó. Này, từ nay thầy trịnh trọng tuyên bố với các con, dần sẽ là vợ của thầy, là dì của chúng mày. Bà thấy cái gạo vụ này ăn được không? Ngon lắm. Hơi dẻo mà thơm nhờ. Đấy. Này, cái thằng nô đấy, cầy sâu cuốc bẫm phải như thế thì cái gạo nó mới được như vậy. Nói đến thằng nô á, nó đang bảo nó làm hết đợt này rồi nó nghỉ kia kìa. Nghỉ là nghỉ nào? Mà bây giờ nó làm nhà mình mấy năm rồi, mình thấy nó sức dài vai rộng, làm rất là được việc. Bây giờ nó nghỉ là tiếc lắm đấy. Ôi giời, nghỉ thì đi tìm cả tổng cả họ này, không có một thằng nào được như nó. Thế giờ nào? Nó cầy hùng hục như trâu cả ngày như vậy, nó nghỉ là chết dở, kiếm đâu ra người. Đấy. Thế chứ lệ, nó lại bảo giờ là nó kiếm đủ tiền rồi, nó xin nghỉ. Cấm tuyệt đối giả lương cho nó nhá. Nó cầm đủ mà nó nghỉ một cái là tôi bắt bà ra đồng cầy đấy. Đời nào tôi còn phải bắt. Phải cho nó ở nhà này 10 năm nữa. Phải. Sức trai hết đi rồi. Bà nhìn thấy tôi vắt quả chanh thì bà biết đấy. Khi tôi liệm cái vỏ ra còn giọt nước nào không? Dạ, con chào ông bà. Con vừa cho lợn ăn xong rồi. Tốt. Giờ con vào con xới bát cơm để ra đồng con đi cày ruộng. Dạ. Này, mày vào bếp làm gì? Dạ con ăn cơm ạ. Ăn cơm á? Dạ vâng. Tôi nghe cái từ này hơi là lạ. Sáng trưa mở mặt rời ra đã mở mồm rồi là thế nào? Dạ thì con... Lúc nào mày mở mồm ra cũng nói là ăn ăn. Ăn hả? Chứ không ăn thì lấy sức đâu ra con cày ạ? Nhưng mà không làm thì lấy cái gì ra mà ăn hả thằng kia? Nhưng mà không ăn thì con đói lắm. Ok. Mày nhìn cái cây leo ông trồng kia kìa. Ông trồng dạ. Trong cái bình thủy tinh ấy, mày thấy không? Dạ. Nó chỉ uống nước lã, hít khí trời mà nó vẫn tươi xanh đấy. Yeah. Ông mới nói phải đấy. Phải đi làm đã rồi mới ăn. Dạ. Thế thì thôi. Thế thì con ra đồng con đi cày. Không chưa về ông bà cho con ăn nhá. Này, nhưng mà ông dặn thế này nhá. Dạ. Ngày xưa ông còn trẻ như mày đấy. Dạ. Thanh niên cũng cường tráng lắm. Dạ. Thế là sáng mình cứ cày 5-7 thửa ruộng xong. Dạ. Thế là buổi trưa mình chỉ cần mót cái rễ khoai sắn là mình ăn tạm ở ngoài đồng. Dạ. Rồi rúi vào cái gốc cây mà ngủ, nó đỡ phải đi về nhà không. Dạ. Rồi chiều về có ăn hay không ăn thì ta hãng tính sau. Ồ, thế ông nói có đúng không bà? Bà là bà thương mày lắm. Sao thế hả bà? Sao mà người mày rắn như cái đe đấy? Mày nhìn xem, mặt ông mày nhàu như thế kia, già đau già lớn như thế kia, ai đi nói dối mày? Tao bằng này tuổi đầu tao đi nói dối trẻ con à? Yên tâm, nhớ con đi làm đi nhá, bà có để cho thiệt bao giờ đâu. Dạ, thế thì con tin ông bà. Thế con đi cày cho nó sớm à? Dạ. Đi đi nhá. Về tranh thủ vớ lấy bó củi con nhá. Bà thấy chưa, từ mai trở đi cứ thế mà làm, không trả lương xem bao giờ nó rời được cái nhà này. Con chào ông bà. Nô đã về đấy hả con? Con đi. Con đi làm về. Thế này. Đi dạ. Đâu?
Dạ, con vào trong bếp. Con sới bát cơm chứ con đuối lắm rồi ông ạ. Cơm nước gì nghe ông hỏi đây. Dạ. Thế đã cày hết ruộng chưa? Dạ, con cày ruộng xong rồi ông ạ. Hai mẫu đấy. Hai mẫu con đã cày xong rồi. Thế thì thế này nhá. Thế thì ông có nhờ khen con. Dạ. Thôi đi vào ăn cơm đi. Dạ. Nhưng mà thế này. Cái gì nữa ông? Làm cho ông hai cái việc nhỏ nhỏ. Dạ, cho nó đói hẳn rồi con vào con ăn cho nó ngon. Con đói lắm rồi, con xin bát cơm đã. Được, có hai việc nhỏ xíu thôi. Bây giờ thế này. Dạ. Nhìn cái dáng trời thế này là chỉ vài ba bữa nữa là nó mưa rào. Dạ. Mà mưa lâu đấy. Dạ. Nhá. Con ra con chẻ cho ông cái đống củi kia để mai rồi phơi cho nó được nắng. Chứ không củi ướt rồi mình đun nó khói lắm. Nó vào thức ăn nó không ngon con ạ. Cái bó củi mà to bằng cái đống rơm kìa. Đấy, cái đống rơm bé tẹo ấy. Cái đống rơm nó có 4 xào rơm chứ mấy. Ôi ông ơi, con đói lắm rồi ông ạ. Cho con xin một cơm. Thôi được rồi, cứ làm xong cái đấy cho ông. Dạ. Xong rồi vào ăn nhá. Nhưng mà tranh thủ làm xong cái đấy mà lúc mà xuống ao rửa tay đấy. Dạ. Thì con tát luôn cho ông hai cái xào ao. Con bắt cá lên, xong con phân loại cá ra cho ông nhá. Ông ơi, con mệt lắm rồi. Bổ củi xong con lấy sức đâu nữa mà ông, nửa đêm nửa hôm ông bắt con đi tắt ao để bắt cá. Cái thằng này rốt. Thế ông hỏi mày nhá, ngày mai là phiên chợ huyện hả, cái cánh lái cá nó xuống đây thì mai mình mới đi tắt á, thì ngày nào nó mới bán được cá hả con hả? Mình làm cái gì nó phải có thời có vụ, lúc nào nói đến ăn, lúc nào nói đến ăn thôi. Không ăn thì lấy sức đâu ra mà làm. Thế... gì ông phải cho con ăn một tí rồi con bây giờ sức ấy. Thằng Nô nghe ông hỏi này. Dạ. Bây giờ có muốn no cái bụng không? Có. Lại là lương bảo. Dạ. Con há mồm ra. Há. Ngậm miệng lại. Nhai. Nuốt. No chưa hả? Con vẫn đói ông ạ. Há miệng. Ngậm. Nhai, há miệng, ngậm, nhai. Mày, cái thói mày ăn tham tục uống này, nuốt nó từ từ thôi, nó nghe ăn. Con được miếng nào đâu, con vẫn đói mà. Thì lại há tiếp nào, ngậm vào nhai. Đấy, thế nhá. Đấy là ông chỉ bày cách cho vậy thôi. Còn lát nữa con ra đống củi nhá. Gió đê nó thổi về là nó nhiều khí trời lắm. Rồi ở dưới ao khí nó cũng mát. Nhà. Dạ vâng. Con biết là ông bà thương con. Thế đâm ra là cho con ăn mấy xào ruộng như thế. Thì biết bao giờ con mới đói được đúng không ạ? Thế con xin phép. Con ngán mà. Con đi ăn mà chết ao đằng này. Ôi no quá no quá. Con ngán bảo con nuốt. Xong con này ngáp đúng vào, rồi. Con ngáp vào. Từ từ thôi, không nó ngáp phải ruồi. Nó mà ngáp phải ruồi á rồi chớ ra, mày lại phải ăn lại từ đầu đấy. Bố mày ơi. Ôi trời ơi. Đi vào đây sao thế này? Ôi khổ quá, ngồi xuống đây. Bỏ cái tay ra. Ô, hôm nay Nô làm sao đấy? Đi cả ngày về phở phạc. Thế đã ăn uống gì chưa? Tôi đang ăn đi thì. Ăn cái gì? Tôi đang ăn khí trời đây này. Không biết cái gì à? Trời ơi, ông bà phú ông tốt lắm nha. Cả ngày hôm nay tôi cho lợn ăn, sau đấy là ra đồng cuốc mấy thửa ruộng. Về nhà nhá, ông ấy cho bổ một bó củi to bằng cá cái đống rơm. Xong ông còn nhờ một việc nữa, là đêm nay còn đi tát ao bắt cá, mai còn bán cho thương lái đấy. Thế mà ông bà bảo không cần ăn cơm, không cần ăn ngô, chỉ cần ăn khí trời thôi là no rồi. Thế đâm ra là tôi mới mệt thế này đấy. Nô ơi là Nô. Phú ông lừa rồi, làm gì có ai ăn khí trời mà no được ý. Bù nó chả biết gì cả. Ông bà tốt lắm. Ông bà phú ông nha, cho hít thở khí trời hàng mấy thửa ruộng đấy. Mà từ sáng đến giờ hít vào, chả thấy no.
Thôi. Chỉ thấy đầy bụng thôi. Đi vào đây tôi bảo cái này. Thôi, con mệt lắm rồi. Vào trong đấy xong là thổi thế giọt giọt nó tắt. Thì thằng này làm gì còn sức nữa. Bậy nào. Tôi tranh thủ về nhà để thăm bu nó với các con. Chứ ông bà phụ ông tốt lắm. Cho tôi mấy xào khí trời ấy, tôi phải hít cho nó no, hiểu chưa? Này, nghe tôi nói, ngày mai nhá. Hiểu chưa? Nhưng buồn ngủ lắm, vục vào đây ra. Ôi giời ơi, khổ thật đấy. Ông làm gì con đây? Mày đã thấy mặt trời lên đến nửa con sào chưa? Tại sao nằm chỏng vó ở đây? Con vừa cho lợn ăn xong mà. Thế cơm nước của ông như thế nào? Ô hay. Thế ông không nhớ hôm qua ông nói gì với con à? Hôm qua ông nói bao nhiêu nhờ như thế làm sao ông nhớ được? Ôi giời ơi. Thế để con nhắc cho ông nhớ nhá. Ông há mồm ra. Hây này. Ê này, ông nuốt, cẩn thận nghẹn. Ông đã thấy no bụng chưa? Tao làm gì có cái hột nào trong bụng mà no hả? Ông lại nhanh quên rồi. Hôm qua ông vừa bảo với con nhá, là chỉ cần hít khí trời vào trong miệng thôi, là tự dưng cái dạ nó sẽ no. Thế mà hôm nay ông quên nhanh thế. Ông ơi, ông bảo con như thế, thế đâm ra sáng nay con không nấu cơm cho ông bà. Mà giờ ông bà có ăn đâu, bát đũa con đập hết, con ném hết xuống ảo. Ông kia, mày đập hết bát đũa xuống ảo. Con ném rồi. Chết rồi. Ôi trời ơi ông ơi. Hả, cái gì đây? Ôi trời ơi ông ơi. Từ, bà nói gì từ, bà cứ làm như mất trộm không bằng cái gì? Cái kho thóc nhà mình ấy bị trộm lấy hết rồi. Hả? Hết cả kho? Hết cả kho. Phải báo quan. Nhưng mà mất một vài thúng thì còn bảo trộm lạ. Mất cả kho chắc chắn là phải có nội gián ở bên trong. Thằng Nô, nhà này ngoài mày ra còn ai? Ông ơi! Mày khai thật ra! Trộm nào? Chính con đổ đi mà! Sao? Chính con đổ thóc đi mà! Chính ông bảo với con là chỉ cần hít khí trời là no. Thế hôm qua con dọn kho ấy, con đổ hết thóc gạo xuống ao cho cá ăn. Chứ để trên kho chuột bọ vào nó ăn hỏng hết. Trời ơi! Thôi rồi thằng này! Nuôi mày chết này! Trời ơi! Cái thằng kia! Hết thóc gạo rồi, thế bây giờ tôi mới bà hít khí trời mà sống à? Ôi giời ơi, mình ơi, mình đi rồi thì em biết bưng cơm rót nước cho ai mình à? Đã đi đâu? Ôi giời ơi, mình ơi, mình đi rồi thì em biết sống với ai mình? Chưa chết được đâu. Ôi trời ơi mình à. Cái gì thế hả mình? Ruồi mình à. Ôi trời ơi, chưa chết được đâu. Em tử vi xem rồi, còn thọ đến 140. Mình ơi, các cụ đã dậy rồi. Tại gia thì tòng phụ. Phải. Xuất giá thì tòng phu. Ừ. Mà phu tử thì tòng tử. Rồi. Từ ngày em về em ở với mình đến bây giờ, em một lòng em thủy chung em son sắc với mình. Thế mà bây giờ mình ốm đau thế này, em thương mình lắm mình à. Thôi, đừng khóc nữa. Bà thương tôi một, tôi thương cái thân tôi 10. Và thì cứ thế này, bây giờ mà đi lại để cho thiên hạ nó dùng. Ôi rồi mình ơi, mình lại ngã rồi mình ơi. Ngã cái lại phải vùng dậy ngay, không thì thiên hạ nó bắt ngay vợ hiền. Mình cứ nói thế chứ ai mà bắt em đi được. Em chỉ một lòng một dạ em ở với mình thôi.
Nhưng mà mình ạ, có bột thì mới gột được hồ. Em mà không có bột thì làm sao mà em gột được hồ à mình? Tôi hiểu ý mình rồi. Mình lo tôi đi. Mình thân gái dặm trường, khó lo khó liệu, bơ vơ hả? Không phải đâu mình ạ. Mình hiểu sai ý em rồi. Em thì thế nào chả xong. Nhưng mà em lo là lo gia đạo nhà mình ạ. Bây giờ có mỗi một thúng bột thôi mà hai đứa con của mình nó tranh nhau thì nó mất đoàn kết. Mình biết rồi đấy. Mình sống mà chúng nó còn chẳng ưa nhau. Nữa là mình khuất núi đi rồi. Mình sợ các con tranh giành hả? Không lo. Tôi đã có cách. Cách gì ạ? Mình gọi thằng Lô. Thằng Lô mang cái bó đũa lên đây. Sao mình lại ăn cơm giờ này à mình? Không. Tôi dạy các con nó về cái tình đoàn kết. Cứ mang cho tôi bó đũa lên đây. Nhanh. Ôi dồi ôi mình. Mình chờ em một tí nhá. Em xuống em gọi thằng Nô nhá mình nhá. Không chết. Nô ơi. Nô ơi. Lên đây bà bảo Nô ơi. Nhanh lên Nô. Này, tí nữa ông dặn gì cứ làm theo ý ông, nhớ chưa? Ôi trời ơi mình ơi. Mình ơi, thằng Nô đây rồi mình ơi. Ông ơi, có ba đôi đũa. Ông đôi, bà đôi, con đôi. Ăn nhanh để con còn đi rửa đũa. Ăn uống gì? Tao có cái hí khác. Ý ông là chia chác. Ông ơi, chia chác à, ông có sao không? Ông sao? Chia chác cái gì thì chia. Chia đũa để làm cái gì? Con vót một lúc hàng trăm đôi. Chia gì? Kệ mẹ tao. Sao mày cứ xí mõm tham gia vào cái việc nhà ông là thế nào? Thì việc như ông việc gì mà con chả phải tham gia, không có tham gia. Ông đạp chết cha. Ôi trời ơi, mình ơi, em xin mình. Giữ sức mình ơi, 104 mình ơi. Xuống lấy cho tao cái bó đũa lên ơi. Đi xuống. Ông yên tâm, con lấy ngay bó hương cho ông đây. Bó đũa. Cái thằng mất dạy. Ôi trời ơi, mình ơi. Quái, sao hôm nay có bờ ở đây mà cái cọc nó lại ở kia nhỉ? Rõ ràng hôm nọ là mình đóng cái cọc vào bờ rồi mà nhỉ? Thằng danh con này lại dở trò rồi. À, thằng mất dạy này. Mày dừng lại. Dừng lại. Mày làm cái gì đấy hả? Tôi đang vạc bò. Mày vạc cái gì hả? Tao nói cho mày biết nhá. Từ cái hôm thầy chia là rõ ràng rồi nhá. Mà hôm nay mày lại định lấn bờ như thế à? Ai lấn bờ nhà ông làm gì? Ruộng nhà tôi làm. Bờ nhà ông nó ở chỗ này. Tôi lấn bao giờ mà ông bảo tôi lấn bao bờ? À, mày nhìn thử xem thế này mà mày không lấn à hả? Cái cọc của tao rõ ràng là đóng ở bờ rồi mà sao bây giờ nó lại ở kia? Tôi làm sao biết được cái cọc của ông ở đâu? Tôi chỉ biết cái bờ nhà tôi nó ra đến đây thì tôi làm đến cái bờ nhà tôi. Này mày đừng có mà tham lam nhá. Cái bờ thầy bảo thầy để lại để thầy 104 tuổi là thầy đi mà mày cũng định lấn lốt à hả? Này, cái bờ vẫn nguyên cái bờ, cái ruộng vẫn nguyên cái ruộng. Ông đừng có mà vu oan giáo họa nhá. Này mày cẩn thận cái mồm mày nhá. Tao nói cho mày biết nhá. Từ nay tao không có anh em gì cái loại mày nữa nhá. Này, ông tưởng tôi thích làm anh em với ông nhỉ? Ừ, người được, thì mày nhớ một mẫu tinh tướng. Mày nhớ cái mồm mày nói đấy nhá. Tao sẽ về tao nói lại với thầy. Về thì về. Để xem thầy tính thế nào. Đó, đi về. Được rồi, đi về.
mạnh cái tay lên. Dạ. Thù gì tôi mà bóp mạnh thế? Hừ thì tôi nói cho anh biết nhá. Tôi nói cho anh biết anh là anh tôi. Lần sau tôi mà bắt được anh đắp bờ ruộng lấn trong ruộng của tôi. Này này, cái thằng mất dạy kia nhá, thằng danh con này nhá, mày đừng có láo nhá. Mày dài hơn tao nhưng mày là em tao đấy nhá. Mày phải có trên có dưới nhá. Bố thấy không? Hai anh em có mảnh ruộng cạnh nhau. Hai vợ chồng ấy suốt ngày đắp bờ lấn ruộng của con thì có muốn đánh không? Tôi nói cho anh biết nhá. Và hai vợ chồng anh bé như thế này ăn hết bao nhiêu? Hả? Mà lấn ruộng của tôi. Này thì tao nói cho mày biết nhá. Một mình mày chưa có vợ con thì mày ăn hết bao nhiêu mà mày đòi lấn ra nhà tao? Này thật. Trời ơi. Cha tiên sư vua chúng mày tranh nhau cái bờ chừa lại cho tao để chôn tao à? Sao mình lại nói như thế? Nhưng mà bố đấy, nghe xem. Hai anh em nghe thấy chưa? Bố thì sắp khuất rồi. Chưa nhà khuất được. À vâng em biết rồi. 104. Đấy, hai anh em nghe thấy chưa? Bố thì chưa đi được. Mà nhà qua hai anh em ruột thịt lại cứ cãi nhau như mổ trâu mổ bò thế hả? Gì nhỉ mà xem. Trông thế này mà anh em ruột thịt à? Sao lại ông loài ở đâu ra một cái thằng mà to như thế này? À, có mỗi cái mảnh ruộng tranh cướp của nhau. Này mày láo vừa thôi nhá, mày cẩn thận cái mồm mày đấy nhá. Trời. Anh em phải yêu thương đùm bọc lấy nhau. Hai con ngồi xuống đây thầy bảo. Bố bảo ông ngồi xuống đấy. Ngồi thì ngồi. Mà ngồi thế này thì nói chuyện cái gì? Hai anh em thằng này nó đứng ngồi bằng nhau thế nào nó hay mâu thuẫn. Dạ. Hôm nay thầy sẽ dạy các con một bài học. Nó mang bó đũa ra đây. Ôi trời ơi, mình gọi thế thì làm sao mà nó nghe được. Nó không nghe thì ông gọi à? Bố mày sao lâu thế? Thì khổ quá thì con phải tìm phải vót. Chứ ông với em ông với bà dì dục làm sao mà con kịp được? Đưa đây. Thằng cả cầm lấy con. Vâng. Thằng hai cầm lấy con. Các con có hiểu ý thầy không? Có hiểu ý thầy không? Hiểu chứ lại lớn tật này mà không hiểu nữa. Đi làm về đói, đưa mỗi cái đũa để ăn thì chó nó được. Ôi trời ơi. Mày ngu, quá ngu, nói không suy nghĩ. Ý sâu xa của thầy là gì mày có biết không? Tức là làm thế nào ấy để mà với một cái đũa này mà mình vẫn ăn được cơm. Thế thì mới là giỏi. Ôi giời ơi, thế thì ăn vào mắt rồi. Ông, thôi, ông đưa tôi ăn trước, xong vợ chồng ông ăn sau. Ôi trời ơi. Mày không biết trên biết dưới gì cả. Tao là anh thì vợ chồng tao phải ăn trước. Thôi thông giả thôi một cái đi. Không ăn trước ăn sau gì cả. Chả mày. Thôi. Sao thầy? Ý của thầy không phải thế. Hai con bẻ thử nó đi. À bẻ. Ôi giời ơi, đúng là ông mới là ngu. Rồi, thầy bảo tôi bẻ xong cái đũa, tôi mới hiểu ý nghĩa sâu xa của thầy. Thầy định dạy mình là như này, cái vấn đề cái đũa, nó là cái vấn đề chất liệu. Nếu mà là tre non nhá, thì bẻ nó dễ. Nhưng mà tre già, thì bẻ khó hơn. Nếu mà cái tre ngâm thì bẻ còn khó nữa. Mà nếu mà đũa sắt thì bẻ vào mắt. Yeah. Mày ngu, vẫn hoàng ngu. Mày có biết ý nghĩa sâu xa của thầy là gì không? Ý như nào? Tức là cả nhà mình chỉ có bó đũa kia thôi. Bẻ đi hết thì lấy gì mà ăn? Điên à, ông ấy bảo bẻ thì bẻ, chứ ai bẻ? Không phải là như thế. Ý của thầy hai con ý là như thế này.
anh em trong nhà là phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Chứ mỗi người mỗi ý như thế là như hai chiếc đũa này này, để tách riêng ra thì ai bẻ cũng gãy, hiểu chưa? Tao đã nghi rồi, tao định nói rồi. Tôi cũng nghi là như thế rồi, thì ý nghĩa sâu xa của thầy như thế. Tôi cũng nghĩ thế nhưng mà tôi lại không nói ra đi chứ. Không nói ra, ngu lại bảo là nghi. Chẳng hai cầm lấy. Dạ. Có hiểu ngầm ý thầy không? À, ý thầy con hiểu mà. Này, ý thầy bảo là như thế này. Là đây rồi. Là mình phải giữ lại những cái trò chơi dân gian. Đấy, chơi đánh truyền. Mày không xem đây này. Mình đừng có giận quá, mình mệt. Đấy. Ôi trời ơi. Đây là truyền 1 này, đây là truyền 2 này. Thôi. Không thấy thầy đang mệt đấy à? Không hiểu ý của thầy à? Thế thì ý thầy là như nào? Ông có hiểu không? Bẻ thử tao xem. Bẻ. À. Ông mới không hiểu chứ, tôi hiểu ý thầy. Tôi không định nói rồi nhưng mà lúc ấy tôi chưa nghĩ ra chứ. Bẻ thì. Nhưng mà ông là lớn, ông bẻ trước. Bẻ. Cầm cả bó, bẻ đây. Mày dài hơn thì mày phải bẻ chứ. Thầy bị điên à? Cả bó này mà bẻ làm sao được? Thầy giỏi thầy bẻ đi. Điên ơi, mình cứ bình tĩnh để em giải thích cho các con nó hiểu nhá. Để tao giải thích. Các con không hiểu. Cái tình cảm anh em ấy nó như cái bó đũa, riêng rẽ thì nó dễ bẻ, chụm lại đoàn kết lại thì có ai bẻ được không? Hiểu chưa? Thôi. Ông ơi, con đây mới là không chịu được này. Con nói với ông là con tưởng là vót đũa để làm gì, chứ cho hai anh em bẻ thế này con biết thế là con chặt hết tre từ lúc nãy rồi. À, chứ còn bó đũa này gì? Bó đũa này nếu mà yếu không bẻ được nhá, thì đây này, thì người ngoài bẻ một phát gãy luôn. Yếu à. Ôi giời, mình ơi. Ôi giời ơi, mình ơi. Ôi giời ơi, khổ. Vợ chồng nhà mô. Thế từ đầu nó chuyện nó như thế nào mà lại ra cái nông nỗi này hả? Ôi giời ơi, khổ quá. Mày nói ít thôi. Con này. Dạ. Cụ Hương. Thế chuyện là như thế nào? Cụ giải thích xem nào. Ý cụ là con đang tắm, hai cụ vào rình mò, thế là ngã xuống ao. À, mày láo nha. Cụ Hương cũng bảo là cụ không rình, là chỉ có lão mù này rình thôi hả? Mà phải công nhận con vợ thằng Mõ nó đẹp. Ê, đi rình chết là phải, nhục lắm, hiểu chưa? Chưa chết. Ở đâu nè? Trên sư phụ, trên sư phụ. Cái vợ chồng là thằng Mõ, vợ chồng là thằng Mõ. Ai xin mày tắm, mà thôi, mà cái thằng Mõ này nhá. Tao đã bảo vợ chồng mày là lấp cái ao ở đầu ngõ đi, thế mà mày không lấp. Mưa bão thế này, tiêu ngão chết đuối. Ôi mày bị chết quá mày đã chọc. Không phải. Không phải. Vợ chồng thằng Mõ ở bên này. Ở bên này hả? Ừ. Mà cái con vợ thằng Mõ kia, ai mướn mày cõng tao ra đây? Cõng tao trả ra cho cụ. Ôi giời ơi. Khổ thân. Đừng có hét toáng lên như thế, nói nhỏ thôi. Mày đâu rồi? Ôi giời ơi. Tôi đến lệ các cụ đấy. Đang cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà các cụ còn ở đây để đánh nhau à? Hả? À, cụ Tránh đến rồi đấy ạ. À. Dạ, bẩm cụ Tránh ạ. À.
cụ đến mà chả nói câu nào nhé. Khổ quá. Điếc nòi ra, cụ tránh nói từ lâu rồi. Nét mặt cụ rất nghiêm nghị. Cụ nói rồi hả? Ừ. Mà ông nói bé tôi, sao cứ phải quá đến thế? Nói bé như ông nói hả? Mà cụ nói gì? Cụ Hương nói lại cho cụ ấy nghe. Nói gì? Hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu chưa? Ý cụ Tránh là đêm qua lúc bà con đang ngủ thì lũ nó ào về, nhiều người là không di chuyển kịp, trâu bò chết nhiều lắm, đúng không? Dạ con hiểu ạ. Rồi, tôi hiểu rồi. Thế thằng Mõ đâu nhỉ? Mày đây rồi. Mày nghe cụ dặn dò đây. Bây giờ nhá, mày mở kho cứu đói. Mà tốt nhất là mày đi ra đây để tao dặn dò. Cứ ngước lên mỏi quá. Cúi xuống. Bây giờ mày mở kho cứu đói, phát cho bà con dân làng xung quanh lương thực để cho bà con chống lũ. Nghe chưa? Dạ bầm con đây. Rồi. Phát cho mỗi nhà 3 đấu gạo để chống lũ. Ngắn gọn thế thôi. Cụ vừa bầu con bà mở kho. Mở kho. Ba. Phải rồi, đi. Vâng, cụ. Nhưng mà cụ vừa bảo cô. Rồi. Phát cho mỗi nhà 3 đấu gạo. 3 đấu gạo. Phát cho mỗi người ba. Rồi. Qua cái thằng này. Này các cụ này, thời tiết bây giờ nó lạ, để thay đổi thất thường. Vừa mới mưa to mà bây giờ là trời trong xanh gió mát nhỉ. Trời ơi, trong xanh gió mát cái gì? Dạ bẩm cụ Tránh, cụ có thấy là không khí đang thay đổi, khả năng là một cơn bão mới lại chuẩn bị ập đến đây ạ. Đúng vậy đấy, tôi cũng cảm thấy là mây đen đang cuồn cuộn kéo về, trời đang tối đen như mực, đúng không? Vâng. Ai chả biết rời của ông lúc nào chả tối đen như mực. Dạ, bẩm cụ Tránh là phải công nhận là con vợ thằng Võ nó đẹp thật cụ nhỉ. Cái kiểu này lại còn khối thằng ngã xuống ao đấy. Này cụ, cụ dắt tôi ra cổng nhà thằng Võ, tôi ngã xuống ao lần nữa. Trời ơi, không thấy nhục à hả? Đây của chị đây. Quân Quan, cảm ơn vợ chồng nhà Mõ. Mai nay là gạo mấy ngày hôm trước toàn ăn khoai chán lắm. Rồi chị về nhá. Phát từ trưa đến giờ đây này. Đủ làm sao được? Người dân đang đợi ở ngoài kia kìa. Còn thiếu gạo. Hú, sao về vào quan mở một Rồi. Xã đi đây. Đây. Cụ Tránh này, cái thằng Mõ đi phát có tí lương thực mà gì lâu thế chứ. Không cẩn thận là trời tối, bà con không có nhận được gạo.
Giỏi ơi, ông lo bỏ trắng răng, trời tối lâu rồi. Tối lâu rồi à? Chưa gì nữa. Thế nào tôi cứ thấy trời tối đen như mực. Mà đom đóm này còn lập lẻ. Thôi. Hả? Ông thì lúc nào mà trời tối đen như mực. Này, tí về cẩn thận không lại ngã xuống ao nhé. Ngã trước cửa nhà con. Ôi các cụ ơi, các cụ em. Cái gì đây? Hả? Cái gì đây, cái gì đây? Mưa ngập lụt ngập hết cả rồi. Nước mênh mông, đặc biệt có hai hộ bị cô lập, không thể vào đây lấy lương thực được. Hả? Ôi, đúng rồi. Cụ thương nhá, cứ bình tĩnh nói. Không khổ, mày cứ khóc làm cụ đau cả lòng, buốt hết cả ruột ra. Thôi. Cụ đi về chỗ, cụ đi về chỗ. Để cho người ta nói đã nghe được cái gì đâu mà cứ lao cho cái gì. Nào, mày nói lại các cụ nghe xem nào. Hiểu rồi. Các cụ Hương ấy, cụ ấy bảo là có hai hộ gia đình chạy lũ rồi ngã xuống ao, phải không? Không phải. Đã điếc thì còn hay nói. Có hai hộ bị kẹt không bơi ra lấy lương thực được. Thế hả? Thế đúng không? Đúng à? Cụ mù nói có đúng không? Đúng ạ. Ừ. Cái việc đấy thì cụ biết rồi. Cụ đã mở kho lương thực phát cho mỗi nhà 3 đấu gạo để mà chống lũ rồi. Thôi bây giờ thế này. Ở đây cụ còn 8 quan tiền. Đấy, cụ đưa cho mày. Về mua lương thực phát cho người ta. Nghe chưa? Con đợi các cụ ạ. Ừ, đi đi. Khổ thân con bé. Nó phải bơi vào đây đấy. Khổ thân. Mà sao cái thằng mõ nó đi lâu thế nhỉ? Thế đi, các cụ này. Đi đây là xin phép cụ tránh. Em có ý kiến là thế công việc như thế là cũng hòm hòm rồi nhỉ? Thế bây giờ thì ai về nhà đấy chứ nhỉ? Thôi bây giờ thế này các cụ ạ. Mọi việc thì nó cũng hòm hòm rồi. Bây giờ mời các cụ ai về nhà đấy. Cụ mời cơm hả? Ôi giời ơi. Đi về. Đi về hả? Vâng. Công việc là xong rồi nhá. Rồi. Về hả? Mời các cụ đi về. Này. Diêu cụ về không lại ngã xuống ao. Khổ quá bên này. Nhìn bên này. Mắt gì tinh mà cái vấn đề gì đâu mà. Khổ quá. Ủa nè các cụ ơi. Ơi. Thế mà cũng khuya rồi ấy nhỉ? Ừ. Giời cứ tối đen như mực ấy. Lúc mà nào... đến cái bậc thềm chưa? Đến rồi. Bám mà cụ Hương không lại ngã xuống ao đấy. Cẩn thận đây. Ấy, tôi tinh mà không phải đỡ đâu. Cụ tránh này. Hả? Lại đây con bảo. Cái gì đấy? Này, lần sau cụ giải tán sớm nha. Chứ không đến cái giờ này là đói đấy cụ ạ. Ai chả đói. Cụ Hương bảo gì đấy? Cụ Hương bảo là đói thì ai cũng đói. Nhưng mình làm được nhiều cái việc giúp đỡ cho dân làng thì ấm cái lòng. Hiểu chưa? Nghe cụ nói mà tôi cũng thấy ấm cái ruột. Khổ thân cái xóm đấy. Năm nào cũng phải chịu lũ lụt thiên tai. Vâng. Nên là tôi phải lập một cái kho lương thực. Từ năm sau ấy là chúng ta phải tích lũy nhiều hơn. Dạ. Chứ... Vào đây. Thằng mõ đây rồi. Thằng mõ đây rồi. Cái à? Con cần lấy nó mà tôi trả. Không, con cái à? Thế mà cô bắt được con này. Cô phát cho 10 phần. Bớt lại 4 phần. Quan cho con quá. Nếu quan không tin, quan cho con đi đấu chất ạ. Mình cùng với con cố tình à? Này, cô trả không? Tôi có lấy đâu mà tôi trả. Mày con cái không? Mày con cái không? Chuyện này biết rồi. Lúc nãy nó bơi vào đây trình bày với cụ Tránh. Cụ Tránh cho tiền, bảo nó bơi về rồi. Thả nó đi. Trật tự. Ôi trời, sao đây cái gì? Đang nói chuyện khác. Chuyện khác hả? Ôi trời. Chuyện khác mà luôn cái. Này, con kia, mày mà không trả cho dân á là mày ăn không xong đâu nhá. Không chơi. Con dành con kia. Mày có trả không?
Mày không trả lại nhá, ông đuổi mày ra khỏi làng nhá. Con lại cụ ạ, à, cụ đừng đuổi con ạ. À. Thầy, cụ đuổi con không biết đi đâu cả. Trả đi con ạ, à, không thì nghiệp quật đấy nhá. Con biết lỗi của mình rồi ạ. À. Con biết mình phải làm gì rồi ạ. À, nó bảo nó biết gì? Nó đi về kìa. Ô, biết gì mà chạy đi đấy hả? À, cụ Hương bảo là vợ chồng mày đi phát chẩn xong chưa mà về đây. Bẩm cụ. Con có phát rồi ạ? Nhưng mà không đủ ạ. Thế con mở kho nữa. Mở kho. Sao lại thiếu được? Tao đã tính toán rõ ràng rồi. Phát cho mỗi nhà ba đấu ấy là đủ cho 1.000 hộ dân. Tại sao lại thiếu được? Mỗi hộ ba đấu ạ? Thế mà mỗi nhà con bảo là phát cho mỗi hộ là 333 đấu gạo. Ê, vợ mò ơi, mày làm như thế làm mày giết ông rồi.